Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lu sẽ livestream một bữa để nói về cái vụ ăn uống, thức ăn, an toàn thực phẩm này nọ. Nhưng mà nói thiệt, Lu có thói quen lúc livestream là phải có cái gì đó nó nhép nhép cho nó đỡ buồn và có thêm nhiều câu chuyện để nói với quý vị khán giả nhiều hơn. Đi vô vấn đề luôn đi Lu ơi, mày rườm rà quá. Từ từ cho nổi, để tao liếm vài miếng lấy động lực cái coi. Rèm. Nó trét vô cái mỏ nè, đó. Trét vô mỏ có động lực nói chuyện nhiều hơn. Nó trét vô cái lợi nè. Đó. Liếm. Đó. Mấy bạn thấy mình ăn uống vệ sinh ấn luôn không? Nhìn mà muốn ói luôn cái gì phải không? Đó. Cắt nước quá. Chơi miếng nước coi. Ok, bây giờ vô vấn đề nha quý vị và các bạn. Nói thiệt là xem nhiều kênh thông tin ở trên báo đài hay mạng xã hội, thấy dạo này nhiều người làm ăn bất lương bạc cấu luôn á. Điển hình như là cái gì hả Lu? Điển hình như là cơm sinh viên đi. Cơm sinh viên. Hôm bữa mới coi một cái thông tin ở trên mạng xã hội á, thấy có cái quán cơm sinh viên kia, nghĩ sao bán cơm mà ở trong mấy con khô có lúc nhúc mấy con dòi nữa. Trời đất quỷ thần ơi, vừa phải ở chứ mấy cha mấy mẹ, sống gì đồng tiền thì cũng đừng có ghiền quá lố. Bất cẩn bất nhân vừa phải thôi chứ mấy mẹ, mấy ông nội. Gớm ghét gì luôn hả luôn. Rồi còn gì nữa không con? Trời ơi, con nói ba nhiều dữ lắm. Trái cây thì ngâm quá chất cho nó mau chín. Như là trái gì? Nhiều lắm, như là mít nè, sầu riêng, đu đủ, chuối, vân vân và vân vân. Rồi còn gì nữa luôn? Vừa thì tẩm quá chất để cho nó giữ cái độ màu trắng, mà uống vô cũng trớt quớt. Trớt quớt là sao? Nó lạc như thịt nạc vậy đó. Ghét hay nản quá luôn ha. Toàn là mấy quá chất ở Trung Quốc không đúng không con? Đúng rồi, đúng rồi. Đi đâu cũng nghe nói là ghét Trung Quốc. Mà thấy xài hàng Trung Quốc nhiều thì ớn luôn á. Thì chắc có rẻ, giá trị lợi nhuận cao cho nên mọi người sử dụng thôi, có gì đâu. Đúng, cái gì sử dụng được thì sử dụng, nhưng sử dụng mấy cái quá chất độc hại làm ảnh hưởng sức khỏe của con người thì tốt nhất đừng có nên sử dụng làm cái gì. Hồi xưa chiến tranh thì bị chất độc màu da cam ở bên Mẻo, còn bây giờ hòa bình thì bị quá chất độc hại của bên Khựa, buồn thiệt chứ. Bây giờ có cách nào giải quyết không luôn? Nói thiệt chứ cũng chưa biết nữa. Đến cả con cũng chưa biết luôn hả luôn. Trời ơi, nói thiệt mà hồi nãy giờ ăn cái hộp bơ đậu phộng này cũng run muốn chết luôn, không biết là thiệt là giả của Việt Nam hay là của Trung Quốc nữa đi. Nhưng mà ăn sau thì vẫn thấy ngon quá trời luôn à. Bên này bên Thái Lan con. Vậy được. Nếu như mà có một điều ước thì con sẽ ước gì? Con ước có một dĩa phô mai que của Trà My ở đây, thầy muốn chết luôn á. Ăn không chút ba mua cho. Ăn xong ăn. Dĩa với phô mai que của Trà My thì ba mua cho mày ăn được. Tại thương hiệu này uy tín, chất lượng mà ngon nữa. Đúng rồi. Sao? Bây giờ con có muốn nói gì với khán giả nữa không? Sau vài năm đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống này thì luôn có vài câu muốn gửi gắm đến quý vị mà luôn nghĩ nó rất là thực tế luôn á. Đó là những câu gì vậy Lu, nói đi con. Rõ ràng trên đời này là không có gì rõ ràng hết. Nhìn chiếc đầu dữ vậy mày, gì nữa không? Lu chắc chắn trên đời này không có gì là chắc chắn. Hả? Có gì nữa không? Cách tốt nhất để giữ lời hứa là tốt nhất đừng có hứa. What? Gì nữa không? Hãy luôn luôn nhớ rằng bạn là duy nhất, giống như những người khác. Trời đất ơi, mày hại não tao dữ vậy luôn. Rồi, tặng câu cuối cùng trước khi chia tay. Câu gì? Đừng tự ti vì mình nghèo mà vẫn giỏi, mà ai hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo. Câu này hay nè. Ủa mà sao ba vẫn chưa hiểu luôn? Là sao mày? Mua cho con vài bịch phô mai que của Trà My đi rồi con giải thích cho ba nghe. Mày hay quá, giờ gì cũng có điều kiện hết ha. Thôi ba đi mua lẹ đi, ba cái bờ đậu phộng này ăn dính tay dính răng muốn chết, bực mình khó chịu nãy giờ.